Kính thưa quý vị, một bức tranh Van Gogh trở lại sàn đấu giá sau 45 năm vắng bóng tính từ Paris. Lần đầu tiên trong vòng 17 năm qua, một bức tranh đã được lưu giữ hơn 40 năm của danh họa Van Gogh đã được đưa lên sàn đấu giá ở Paris trong ngày hôm nay. Buổi đấu giá nói trên đã được diễn ra tại nhà bán đấu giá, nằm ở trung tâm quận 9 của Paris. Bức tranh sơn dầu này có tựa đề là Still Life with Bottles, Fireplace Ornaments and Shell và được dự kiến có giá từ 500.000 cho đến 600.000 euros. Đây là bức tranh đầu tiên của Van Gogh xuất hiện tại thị trường Paris kể từ năm 1996 tới nay. Bức tranh này được vẽ trong khoảng thời gian từ năm 1884 đến năm 1885, thời kỳ mà Van Gogh vẫn còn là một họa sĩ tranh chân dung. Tác phẩm nói trên đã từng được mua lại bởi một nhà sưu tập người Hà Lan vào năm 1908, đó là Hendrikus Petrus Bremer, một trong những nhà sử gia nghệ thuật đầu tiên để ý tới Van Gogh. Vào năm 1968, bức tranh này đã xuất hiện trở lại tại London và biến mất một cách bí ẩn kể từ đó đến nay. Cùng với bức tranh của Van Gogh, tại buổi triển lãm nói trên còn chào bán một số tác phẩm của các danh họa khác như Henri Matisse và Salvador Dali.